Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 31 tháng 7 trên kênh VTC14. Thưa quý vị và bà con, trong đêm nay và ngày mai thì mưa rông vẫn sẽ diễn ra trên khắp các tỉnh thành Bắc Bộ. Trong đó thì lượng mưa lớn sẽ tập trung nhiều ở các tỉnh khu vực vùng núi phía Bắc và khu vực Đông Bắc với nhiều nơi đạt ngưỡng mưa vừa có nơi có mưa to nên rất to và rông như vậy là tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh của bắc bộ do vậy mà bà con sinh sống trên khu vực thì cần hết sức cảnh giác chủ động ứng phó với khả năng sẽ có lũ quét sạt lở đất ở vùng núi nơi có địa hình dốc nền đất yếu và ngập lụt tại những đô thị ven biển còn đối với các tỉnh ven biển miền Trung, các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế nằm ngay sát giải mưa rông phía Bắc nên tiếp tục nhiều mây, có mưa. Cá biệt tại Thanh Hóa đến Hà Tĩnh thì còn có xảy ra lượng mưa vừa, có nơi có mưa to và rông. Nhiệt độ cao nhất ngày thì cũng chỉ dao động từ 27 đến 30 độ. Trong khi đó, khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, thời tiết ít mưa hơn, thường chỉ là những cơn mưa rào rải rác vào lúc chiều tối. Tại các tỉnh phía Bắc thì thời tiết mát mẻ với nhiệt độ trưa chiều dưới ngưỡng 31 độ, trong khi đó thì các tỉnh phía Nam thì sẽ có nhiệt độ cao hơn và dao động từ 31 đến 33 độ. Trước sự chi phối của đới gió Tây Nam phổ biến có cường độ trung bình, nên thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì sẽ có mưa rào và rông rải rác tập trung nhiều vào lúc chiều tối và đêm thuộc khu vực Nam Tây Nguyên, miền Đông và vài nơi thuộc ven biển của Nam Bộ. Tuy nhiên trong cơn mưa rông thì người dân cần đề phòng có rông xét và gió giật mạnh có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và các phương tiện tham gia giao thông. Thưa bà con, những ngày qua vào mùa mưa thời tiết liên tục có mưa ẩm, là điều kiện thuận lợi để bệnh phát sinh gây hại trên lúa đáng chú ý là xuất hiện của bệnh đạo ôn bệnh bộc phát trong điều kiện mật độ gieo xạ dày tán lúa càng rậm ẩm độ trên ruộng cao bệnh đạo ôn trên lúa rất khó trị khi mà không phát hiện sớm bởi vì lúc này thì toàn thân cây lúa đã bị mầm bệnh tấn công để phòng bệnh hiệu quả thì bà con nông dân nên chú ý các triệu chứng của bệnh đạo ôn như sau khi mà mới xuất hiện trên lá thì bệnh gây hại chủ yếu giai đoạn mạ đẻ nhánh lúc đầu thì vết bệnh chỉ là những chấm nhỏ màu xanh xám trên cổ lá thân và cổ bông khi mà phát bệnh thì sẽ có màu xanh xám sau chuyển sang màu nâu do nấm tấn công vào mạch dẫn gây cản trở việc vận chuyển các chất dinh dưỡng nuôi lá thân và hạt làm cho lá thân dễ gãy và hạt bị lép. Trên hạt bệnh xảy ra vào giai đoạn trổ, triệu chứng bệnh là vết bệnh trên hạt có dạng mắt én viền nâu, tâm xám trắng, nếu bệnh tấn công sớm sẽ làm hạt bị lép lửng. Để phòng bệnh các loại nấm gây hại thì bà con nông dân cần phải chọn giống tốt trước khi gieo xạ phải gieo với mật số vừa phải, không gieo xạ dày kết hợp với việc bón phân cân đối, không bón thừa đạm. Sau thu hoạch thì nên vệ sinh đồng ruộng kỹ và bón các loại chất dinh dưỡng để trả lại chất hữu cơ cho đất. Song song với đó thì bà con nông dân khi mà sử dụng thuốc hóa học thì cần phải theo nguyên tắc bốn đúng và phải theo hướng dẫn ghi trên bao bì. Tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các vùng trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi có mưa to đến rất to và rông. Trong cơn rông thì cần đề phòng có gió giật mạnh và khả năng sẽ có lũ quét và sạt lở đất với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất sẽ dao động từ 26 đến 29 độ, độ ẩm trung bình 90 đến 95%. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa, mưa vừa có nơi có mưa to. Riêng vùng núi phía Bắc thì có mưa to đến rất to và rông. Cần đề phòng có gió rất mạnh và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở đô thị ven biển. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 27 đến 30 độ và độ ẩm trung bình 90 đến 95%. Lui xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa, phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Đề phòng có khả năng gió giật mạnh trong cơn rông nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 27 đến 30 độ và độ ẩm trung bình 88 đến 93%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc sẽ có mưa rào rải rác, phía Nam chiều tối có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ và độ ẩm trung bình 80 đến 85%. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn, chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong mưa rông. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 20 đến 23 độ, cao nhất từ 27 đến 30 độ và độ ẩm trung bình 83 đến 88%. Tại các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày sẽ có nắng gian đoạn, chiều tối có mưa rào rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ, cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ và độ ẩm trung bình 83 đến 88% bản tin thời tiết đồng vụ xin được khép lại tại đây xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo